Xin chào mọi người đang theo dõi kênh điện mặt trời của Big Bang Solar. Được sự ủng hộ và đồng hành của khách hàng trong suốt chặng đường dài vừa qua là động lực để Big Bang Solar không ngừng phát triển hơn từng ngày. Và em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến với những khách hàng ở khu vực phía Bắc. Những anh chị tuy ở một khoảng cách địa lý tương đối là xa so với thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn đã luôn tin tưởng và ủng hộ Big Bang Solar. Mặc dù quá trình mua hàng và vận chuyển cũng tương đối là phức tạp. Thứ nhất là quãng đường dài, thời gian vận chuyển nó lâu. Thứ hai nữa là chi phí vận chuyển nó phát sinh. Nhưng mà anh chị vẫn đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Big Bang Solar để phục vụ cho quý anh chị ở khu vực phía Bắc tốt hơn. Thì Big Bang Solar cũng đã chính thức mở chi nhánh ở khu vực phía Bắc cho mọi người, tọa lạc ngay quận Long Biên, Hà Nội, gần với BMW Long Biên nha mọi người. Thì trước mắt đây là cầu vượt Long Biên nha mọi người. Cái điểm giao thông này cũng khá là thuận tiện để kết nối với các khu vực tỉnh thành lân cận. Và đây là nơi tiếp nhận cho những sản phẩm mà Big Bang Solar đã cung cấp ra thị trường ở khu vực phía Bắc để giúp cho quý anh chị thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, và khi có vấn đề gì phát sinh thì thời gian xử lý nó cũng sẽ nhanh hơn nhé mọi người. Bởi vì Big Bang Solar cũng muốn mở một chi nhánh để phát triển lâu dài, vừa là để hỗ trợ khách hàng tốt hơn, vừa là song song đồng hành để phát triển ngành năng lượng mặt trời ở khu vực phía Bắc. Thì trước mắt đây thì bên em mới hoàn thiện xong phần mặt bằng và văn phòng nhé mọi người. Hiện tại hàng hóa sẽ được bổ sung đầy đủ vào đầu tháng 5 và bên em sẽ tiến hành cung cấp ra thị trường trong đầu tháng 5 này nha mọi người. Ở đây thì bên em mở một chi nhánh với diện tích sàn, mỗi sàn là 80m² nha mọi người. Ở dưới đây thì sẽ có đầy đủ các cái tiện ích để cho các bạn sẽ thuận tiện trong quá trình sinh hoạt cũng như là đón tiếp khách hàng. Trên này sẽ còn một không gian mặt sàn cũng tương đối là rộng, có thể stock hàng được ở trên nha mọi người. Thì bên em sẽ tiến hành setup những khu vực demo sản phẩm trưng bày để những anh chị em ở khu vực phía Bắc có thời gian có thể ghé để trải nghiệm và tham khảo sản phẩm thực tế nha mọi người. Anh chị có thể đến trực tiếp chi nhánh miền Bắc tại địa chỉ số 3 ngõ số 11 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, ngay bên cạnh BMW Long Biên nha mọi người. Văn phòng Big Bang Solar sẽ được đưa vào hoạt động chính thức đầu tháng 5 2024. Rất mong được sự đón nhận và ủng hộ của tất cả quý khách hàng ở khu vực phía Bắc.